Mến chào ông bà cô chú đã đến với clip tiếp theo của Lê Thị ạ. Thì hiện tại mình đang có mặt tại địa chỉ đó là ấp Phú Thuận A, xã Nhân Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Thì hôm nay có một cái hoàn cảnh được giới thiệu qua từ của anh Tôm Rờm. Thì hôm nay chị Tưởng sẽ gieo duyên xuống để giúp đỡ cái hoàn cảnh này. Thì cái hoàn cảnh này nhìn theo như ban đầu bên anh Tôm Rờm có chia sẻ thì anh bị tai nạn giao thông cách đây 16 năm. Là lúc đó là xe tải cán ngang qua người luôn, nên rồi vợ bỏ đi và một mình anh và gà trống nuôi con, ngồi xe lăn nuôi con. Thì trước Tết năm 2020 á, thì anh có bị hoại tử chân và cưa ngang, gà bỏ hết cả đôi chân. Thì hôm nay mình có dưa xuống đây thì tìm hiểu nha. Đi cùng đi với mình là có các anh chị bên Mạnh Thường Quân. Thì trước mắt mọi người đó là ngôi nhà của bé Quyên, là người mà đã nuôi cha. Xin chào cô chú anh chị đang xem kênh Nẩu của TV. Xin chào cô chú anh chị. Thì hôm nay em xem qua clip của Tâm Rờm á, em thấy hoàn cảnh của cha con của bé cái tên gì vậy? Không biết tên nữa. Lô Nguyễn. Thì chị hôm nay trong đoàn mình đi có chị Nguyệt, thầy chị Loan, cũng như là em còn chị Hiền ở thôn mà chị Hiền chưa đến. Thì trước đó là chị Tưởng xuống là thấy cái vết thương của em nó lửa nhiều quá, thì mình có một vài thuốc rất hay, mình muốn xuống tắm cho em để cho nó hết đi đâu hơn, nó được hết bị vết thương. Chị thấy hoàn cảnh của bé là cái thương quá, như chốc để á, là mình rất là cảm động. Nên là con của mình á, nhiều khi ở bên cạnh mình cũng là con gái, thì tôi lúc cũng nhõng nhẽo nè, nghe em với mình nè, còn nghe nói là mẹ bé đã bỏ bé đi, là bé còn nhỏ, là bé sống tái tốt với cô chú bác, thì sao nó mà đến đây ba cháu thì bây giờ thì cũng không ai, thì ba đã bị cưa hết phần chân rồi. Còn lại có một mình bé và ba thôi, nhưng mà hoàn cảnh thì gia đình cũng rất là tội nghiệp. Thì tụi em đến đây thì trước hết là thăm, và sau nữa thì cũng muốn là để tạo một cái cuộc sống cho bé lâu dài hơn, là cho bé muốn bán cái gì được á, nhưng mà sau đến đây thấy nó vắng quá. Cái đó tí nữa mình bàn tính sau đi ha, bàn bạc với bé xong. Bây giờ bữa chị có bàn rồi là... nhưng mình chưa khảo sát ở đây, giờ mình khảo sát thấy nó hơi vắng, dân nó hơi thưa vắng lắm. Cái gì đó thì sao con, bữa cô Tưởng nói gì con thấy sao, bán được không? Dạ bán được. Bán được à? Con là 16 tuổi. Đấy, còn ba là bị cái gì? Đó thì ba đi làm rồi cái ngồi em lại để ngồi với ba trò chuyện ba ha. Ngồi bên đây nè, chị Tưởng ngồi bên đây nè. Đi ghế quay lấy cảnh của ba. Ngồi đi con. Ngồi để em. Hồi trước thì ba đi làm, ba đi với người bạn á. Ba không có chạy xe, người bạn chở. Rồi cái ngày bị quẹt xe, cái ba té xuống đường, cái xe ở trên nó đổ xuống, nó cán ngang bụng của ba, rồi cái bị liệt nên ngồi xe lăn, cái nằm luôn, rồi nằm cái thương nó lỡ tới xương luôn, cho nên mới tháo hai cái cốc chân hồi Tết này. Là mình tháo luôn hai cốc chân luôn. Còn bị thế này hả? Lâu rồi. Dạ, 16 năm về trước rồi. 16 năm về trước là lúc đó em mới 1 tuổi ha. Mới có mấy tuổi à, rồi mẹ cũng bỏ đi luôn thôi. Là lúc đó là anh chưa có tháo khớp chân ra phải không? Chưa. Lúc đó anh còn đi làm được. Anh đi làm được chưa? Không luôn, không đi làm à, được. Là không, 16 năm nay là anh không đi làm luôn. Cán ngang đây. À có nghĩa là đi bệnh viện chữa trị.
rồi về nhà. Theo thời gian cũng cả chục năm bắt đầu nó mới lỡ lét lét từ từ. Là gà trống nuôi con 16 năm nay luôn. Rồi lúc con còn nhỏ xíu là bác ba nuôi vườn. Bác ba nuôi vừa nuôi con vừa nuôi ba con luôn. À, coi như là mọi người ba bên ba con á là chăm sóc vừa ba con chăm sóc con luôn. Rồi cô hỏi chút xíu nha, con đừng có cảm động nha. Mẹ con á từ hồi đi tới giờ mẹ con có quay lại thăm con lần nào không? Dạ không, mẹ đi cái đi luôn à. Mà con biết mẹ con ở đâu không? Dạ không. Nói thiệt á. Dạ không. Mẹ đi con lúc nó còn nhỏ luôn, con không có thấy mặt mẹ nữa. Rồi ngoại con á ở đâu con biết không? Ngoại ở dưới Trà Vinh á. Hồi mẹ đi cái cũng không có liên lạc gì ở dưới luôn. Dưới Trà Vinh á. Dạ. Rồi từ hồi mà ba bị tai nạn vậy với Trà Vinh là chắc biết mà phải không? Bên ngoài chắc biết. Dạ biết. Mà cũng có ai lên thăm con không? Dạ không. Thăm ba. Mẹ đi cái lại dưới không có liên lạc gì luôn. Làm gì mẹ không có về dưới? Về vậy đó mẹ. Em biết mặt mẹ không? Dạ không đó, em còn hỏi nữa. Bây giờ em cũng không nhớ mặt mẹ luôn, không biết luôn. Chứ tại vì giờ em về vậy Trà Vinh bây giờ biết không? Biết, bây giờ về cũng biết, vẫn còn nhớ. Biết cái đường đi á. Có khi nào hai cho con nghĩ có ý định về thăm thăm ngoại không? Không, tại vì người ta không có tình nghĩa. Từ ngày em bị tai nạn tới giờ bên bển không có lên thăm. Thì thành nó không có ý định luôn. Em thì tính em thì có ai có tình thì em có tình lại. Còn không có tình gì vậy. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, năm nay mới 40. 40 tuổi. Đây nha cả nhà, hoàn cảnh của anh là bây giờ vết thương nó lỡ lét ra rồi. Chị tưởng thì có cái bài thuốc lá, chung là hay đắp cho những cái người bị lỡ lét đó. Rất là hay. Giờ chị tưởng xuống đây khảo sát trước tình hình rồi mình kế hoạch cho bé kinh doanh hả chị? Anh với Tâm, anh với Tâm, nhưng mà Tâm nói là ngày mai á là xe nước mía mới về. Xe mía mới về đó là, nhưng mà chị hình dung với xe đó, nó Tâm nó mua là sao rồi nói gì đó. Ngày mai Tâm nó về, xe nó về đó. Rồi bây giờ á là mình cái gì mình phải bàn với Tâm một cái. Chờ bạn Tâm cái đi. Chuyện đó là phải bàn với Tâm một cái. Hàng ngày em chăm sóc ba, từ em bế ba lên giường luôn hay là sao? Bồng bế ba lên. Bồng ba lên xe lăn ngồi chơi rồi chắc chưa cái bế ba lên giường. Cũng trời thương em, cho con bé này có sức mạnh. Tướng là ông mua. Trời thương. À, đúng, trời chứ thương nếu đó. Mẹ ốm yếu nhỏ con thì đâu có làm được mấy cái không này được, không nổi đâu. Không. Trời thương. Cũng được đứa con hiếu thảo. Bây giờ chị bé đắp thuốc luôn hay là sao? Chị đắp cho bé, bữa sau bé tự đắp. Chị chỉ bài thuốc luôn. Bây giờ em đưa ba lên giường ha. Trời. Hay là ba lên giường này nó cũng khó khăn á. Vậy à? Nghiêng thì sao? Bế thì bế nổi nó, nhưng mà dĩ xe đó. À bây giờ có người dịnh xe cho em đúng không? À cô Tưởng dịnh xe cho. Đây hàng ngày là sáng là sẽ cho ba ngồi xi lan ra ngồi nắng xíu. Đi cầu không? Đi cầu suốt à? À đi là đi thôi chứ mà không biết gì đâu luôn á. Có nghĩa là bây giờ mình không có còn cảm giác luôn, phải không anh? Mất cảm giác luôn. Ngồi tới đâu rồi nó đi tới đó. Có bao tay không con? Cắp bao tay y tế không em? Em cắp bao tay y tế không? Có. Cho con thử bao tay. Cho ba con luôn hay sao vậy? Đây là hàng ngày. Để cho anh ấy đi, để cho anh cho nó vệ sinh cho ba nó rồi xong. Con có một cái sọt rác nhỏ thì bỏ được luôn. Đúng rồi con, bỏ sọt rác cho con. Dù có ngoài người ta ra không?
đắc mình nó đắc ta đắc mình ta. Mình có nhiêu đấy à? Đây là chị tưởng bệnh giùm xe. Nếu mà không có ai thì đăng ký cái động chim với đám xe. Trời ơi, đứt ruột luôn á. Ai nó mới thấy lòng lòng cháu. Con mua cái khăn hả con? Cái khăn hả con? Đắp cái bột nước con tự nấu à? Nước muối cho con. Ờ đúng rồi. Đừng có mua, đừng có tự nấu. Muối nó mặn quá con không được. Để con chị xin qua con coi. Ở đây cũng thấy luôn hả? À? Nó chỉ lỡ có một miếng đó là chạy tưởng. Nó chỉ lỡ có một khúc đó thôi đúng không? Cái đây lỡ đâu rồi. Mà thôi được cái là hai bên mông ngay chỗ cái xương kia cái cục á là không có bị lỡ. Bé 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 bé. Mọi người quen vô phụ vô cô tưởng chỉ cho cách làm Quyền ơi. Cái bé cái này là sao bé? Cái này là dạ con bị lỡ luôn á. Lỡ luôn đâm luôn ha. À. Cổ này gì đây? Nghe măng gạt. Cái này là miếng này là gì? Này, này có lỡ không? Dạ có. Thì cũng nhát vậy hả? Dạ. Giờ sao lấy cái miếng đó ra? Thì lỡ ra lại tao không? Không, 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 trời. Rồi vậy tháo luôn. Thôi con tháo miếng luôn. Để ý hay không muốn làm cái này. Mẹ mở bệnh đi cho nó mau bừng mũi. Mở mở nha. Chị tưởng á thì thấy mấy cái cảnh này chị tưởng hơi bị sốc một xíu. Cái này đắp mấy ngày đầu nó có bị nhức hay gì không chị tưởng? Không. Không, mát quá. Nó cứ tưởng sao nó lọt dưới đấy cái nó đi sâu không con? Cứ nổ, nó cứ vô nổ. Chứ mà thôi cô đắp cái này là đâu vô được đâu. Hả? Có đắp ngày đó mà đâu có vô được đâu. Nó lọt, nó cứ tưởng sao lọt trong trọng á. Nó có cái lỗ đó không? Dạ có. Lỗ cho lọt trọng đi. Mà có cái gạt này có đâu nó rớt được, nó lỗ lắm. Được. Con bữa với Thương là con cũng mà ai chồng mình chắc ra hết. Ông ơi đi làm gì là làm sao không vô được nè. À, cái này nước nè phải không? Tôi tưởng sợ cái xác nó vô động á, hiểu không? Không không có vô, tưởng sợ rớt vô lỗ đó không? Dạ. Không có là cái miếng gạt là không có rớt được. Cái miếng gạt nó rớt. Biểu em lấy ra. Nó tưởng là tưởng sẽ nhét cái thuốc vô cái lỗ đó, nó biểu nó tưởng là vậy. Không có, chị không hiểu nó đâu. Đúng rồi đó con. Không, ý con nói là cô đắp vậy đi, ví dụ mà nó có lọt ra cái lỗ đó con bị vết thương con sẽ cầm cái kéo con ai chống rồi nó ra hết à. Có nghĩa là em xì rửa là em lấy cái kéo với lại cái bông em ngoáy ra đúng không? À. Có nghĩa là em ngoáy sâu ở trong mấy cái lỗ sâu đó luôn. Thôi ông ơi. Chị hiểu ý em rồi. Không có cần phải thuốc nó vô đâu lỗ đó con. Cứ vậy được rồi. Vậy là nó thấm vô đó con, vô. Mặc bao nhiêu lâu thì thay cái miếng đó chị tưởng? Chiều thay được rồi. Là chiều tối em thay vệ sinh cho ba. Không rớt đâu. Chiều thay. Nó cái này phải bảo quản lạnh đó anh. Mua kim mua dao nhà nó hả chị? Cái vết mổ cho bụng mình là mổ đó nó cán lên bụng rồi nó dạ, giống bệnh. Cái kệ như cái vậy, kệ chén á, kệ chén lúc ở dưới luôn. Đây nè, không ha. Này kệ chén này anh lo. Là cái vết đó là cái vết lúc bị cán ha. Ừ, cán ngang.
gãy đường sống nó mới dập tỉ đó. Dạ. Bây giờ là con mua lấy sấy, bắt đầu con sấy ba con sấy cho nóng đó. Rồi bắt đầu có chậu rồi đó, thấy không, cho cái con người ba con nó không bị chết thật lâu lâu lắm. Thay vì con sấy như vậy á thì con nuôi mà con không sấy nóng nữa, con để cho máu huyết đi đi lâu nó lưu thông rồi nó nóng rồi phải không, thì được 10 năm dù vậy. Còn nếu mà con không mà chăm sóc kỹ đi thì 2 năm đó, rồi nó đại khái gì đó con hiểu.